Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới. Niềm vui của học sinh và người dân thôn Cao Ngối, xã Đông Lợi khi có sóng điện thoại. Trong phần tin quốc tế, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Chất vấn về nhóm lĩnh vực tài chính, các đại biểu nêu câu hỏi về tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết số 43 Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho biết, trong thời gian tới, việc chuyển mục đích sử dụng đất, doanh nghiệp sau cổ phần hóa phải tuân thủ quy hoạch, bảo đảm điều kiện, trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Về giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính tăng cường thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong quản lý giám sát việc các tổ chức tín dụng phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Liên quan đến thẩm định giá, Bộ trưởng cho biết các vi phạm thẩm định giá vừa qua như về giá thiết bị y tế, giá đất, vi phạm hình sự thì sẽ bị xử lý hình sự. Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các công ty thẩm định giá, đình chỉ, cấm hoạt động hoặc rút giấy phép nếu không đạt. Bộ trưởng cũng đã trả lời một số vấn đề liên quan đến giá sách giáo khoa, việc giảm thuế đối với xăng dầu. Chất vấn về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng, các đại biểu nêu câu hỏi về các nội dung, tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội khóa 15 về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước. Việc phối hợp chính sách tài khóa về kiểm soát lạm phát, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém gắn với xử lý nợ xấu. Trả lời chất vấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, trong thời gian tới, ngân hàng sẽ phối hợp với các bộ ngành để khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và ban hành khung pháp lý, bao gồm cả các biện pháp chế tài để xử lý các vi phạm. Trong điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước điều hành trên cơ sở tổng thể, phối hợp các công cụ điều hành để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí trong hoạt động, giảm lãi suất cho các doanh nghiệp. Đối với vấn đề tiếp cận tín dụng, trong thời gian tới sẽ tiến hành tổng kết hoạt động của các quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện rộng mở hơn để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tại phiên chất vấn, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng đã cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề liên quan mà đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Thế Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại điểm cầu Tuyên Quang. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của các địa phương. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng mong muốn các bộ ngành liên quan tiếp tục phối hợp, đồng hành với ngành để thực hiện tốt việc tổ chức kỳ thi vào đầu tháng 7 tới với tinh thần đảm bảo chất lượng, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức vào các ngày mùng 7, mùng 8 tháng 7 với hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Về cơ bản, kỳ thi năm nay không có gì thay đổi so với năm 2021. Thí sinh phải làm 4 bài thi, trong đó 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đã xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Các đơn vị trường học bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thực hiện giảng dạy, ôn tập cho học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có trên 8.400 thí sinh với 29 điểm thi, gồm 421 phòng thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cũng đã tiến hành rà soát điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng phương án thi, kiểm tra hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi và khu vực ưu tiên tuyển sinh.
Với phương châm chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đã vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để ra hướng đi mô hình hiệu quả trong công tác giảm nghèo ở địa phương. Nhờ đó, người dân từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống. Chủ yếu sản xuất nông nghiệp, không có ngành nghề khác nên mức thu nhập bình quân còn thấp là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ tái nghèo của các hộ dân ở thôn Cầu Đá còn cao. Thôn có hơn 270 hộ thì đã có gần 120 hộ nghèo, tăng 70 hộ nghèo so với giai đoạn trước. Chính quyền xã Hợp Hòa đang tập trung tuyên truyền cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Đối với diện tích đất hoang kém hiệu quả cho chuyển đổi cây trồng mới, tạo ra sản phẩm nâng cao thu nhập. Tập huấn các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật mới với lại vay vốn hỗ trợ với mức cho vay là cao hơn trước. Từ đó là người dân mới có động lực để cho dân vượt nghèo. Xã Hợp Hòa đã tiến hành rà soát nắm thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo như thiếu vốn, thiếu kỹ thuật sản xuất, thiếu việc làm. Với quan điểm trao cần câu, không trao con cá, địa phương này đã căn cứ vào nhu cầu thực tế, khả năng phát triển kinh tế của các hộ gia đình để tạo điều kiện, hỗ trợ các hộ cho phù hợp, chú trọng tập huấn nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm. Các tổ chức hội đoàn thể khảo sát nhu cầu vay vốn của các hộ trên địa bàn nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng số tiền hơn 32 tỷ đồng cho gần 700 hộ vay. Xã cũng có cái định hướng là cái nhất là phối hợp mở cái lớp tập huấn cho bà con nhân dân là về kỹ thuật, về chăn nuôi cũng như là trồng trọt để làm sao là có hiệu quả trong sản xuất. Hai nữa là nguồn vốn thì cũng được từ cái nguồn vốn của nhà nước hỗ trợ, từ đó là bà con nhân dân sản xuất là cái thứ nhất là cũng có cái số dư đấy, từ đó là phát triển. Giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế giúp cho các hộ dân không tái nghèo là mục tiêu được xã Hợp Hòa đề ra. Tới đây địa phương này tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao mức sống, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, nhiều tuyến đường nông thôn trên địa bàn huyện Hàm Yên đã có điện thắp sáng phục vụ việc đi lại của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Thắp sáng đường quê là một trong những việc làm thiết thực, ghi dấu ấn của tuổi trẻ huyện Hàm Yên trong chương trình xung kích tình nguyện làm theo lời Bác vì cuộc sống cộng đồng. Là xã nông thôn mới nhưng trên địa bàn xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, một tuyến đường giao thông qua các khu vực dân cư chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022, đoàn xã đã vận động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu để lắp đặt hệ thống đèn điện. Công trình thắp sáng đường quê được triển khai thực hiện tại thôn Đồng Ca với tổng chiều dài trên 1.000 mét, gồm 30 bóng, tổng kinh phí gần 40 triệu đồng từ sự ủng hộ của các cấp bộ đoàn. Cùng với nhiều hoạt động sôi nổi trong tháng thanh niên năm 2022 như ra quân làm đường giao thông nông thôn, ngày chủ nhật xanh, làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, được đoàn viên thanh niên xã Nhân Mục tham gia nhiệt tình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Với chương trình như vậy thì đoàn viên thanh niên trong địa bàn toàn xã thì cũng rất hào hứng tham gia trong các buổi hoạt động của đoàn xã, hưởng ứng các hoạt động của đoàn xã. Công trình thắp sáng đường quê là một trong những phần việc mà tuổi trẻ xã Nhân Mục lựa chọn thực hiện nhằm chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới. Những phần việc do thanh niên đảm nhiệm luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy địa phương và sự ủng hộ của đông đảo nhân dân và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Cấp ủy thì cũng giao các cái nhiệm vụ phần việc cho đoàn thanh niên để thực hiện các cái nhiệm vụ cùng với cấp ủy chính quyền xã thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội như là phong trào xung kích tình nguyện, rồi tham gia thực hiện các cái hoạt động như là xây dựng cái đường bê tông nông thôn, rồi đường bê tông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương. Hiện qua các cái nhiệm vụ ấy thì cái vai trò của đoàn thanh niên cũng được thể hiện. Các công trình thanh niên thắp sáng đường quê không chỉ góp phần làm đẹp đường làng ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho nhân dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Từ những phần việc này đã phát huy sức trẻ, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và khẳng định vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng.
thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng phổ biến với các dịch vụ của các hệ thống ngân hàng thương mại. Vietinbank là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực này. Dịch vụ VietQR ngày càng được nhiều khách hàng sử dụng trong các hoạt động thanh toán thông qua chuyển khoản. Với những người nội trợ thì việc ra siêu thị mua sắm được thực hiện hàng ngày. Từ rất lâu, nhiều người đã quen dần với việc thanh toán bằng hình thức chuyển khoản thông qua quét mã QR bởi sự nhanh chóng, tiện lợi. Dùng cái dịch vụ bắn tiền này thì mới được mấy năm thôi, nhưng mà dùng thấy nó tiện lợi cho mình, đỡ mất thời gian. Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại vào phát triển ngân hàng số, Vietinbank đã cho ra mắt nhiều ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng, thuận tiện cho khách hàng. Chỉ với một thiết bị di động thông minh đã cài đặt ứng dụng Vietinbank AirPay và có kết nối mạng, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mọi lúc, mọi nơi mà không cần ra ngân hàng. Với ứng dụng VietQR, mọi hóa đơn của cửa hàng này được thanh toán dưới hình thức QR code thay thế hóa đơn thông thường. Khách hàng quét QR code và thanh toán nhanh tại điểm bán hàng mà không cần dùng tiền mặt. Bây giờ thời đại 4.0, mình sử dụng công nghệ nhiều ấy, thì bây giờ có cái app thanh toán của Vietinbank ấy, thì em thấy sử dụng nó rất là tiện. Nhiều khi mình có thể là mình quên ví, mình vẫn mua hàng được, chỉ cần quét qua mã là đã thanh toán được rồi. Khách hàng dùng cái tài khoản ấy, nó rất là phổ biến. Mình là người phục vụ cho nên là mình sẽ chọn tất cả những cái hình thức nào tốt nhất, phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Mình đã chọn cái VietQR. Hiện tại bây giờ đang là cái hình thức phổ biến rộng rãi nhất đối với lại các hình thức thanh toán qua tài khoản. Thời gian gần đây, Vietinbank còn cho ra đời sản phẩm Alias biệt danh tài khoản. Đây là một sản phẩm mới với nhiều tính năng ưu việt, tiện dụng với cả khách hàng cá nhân, shop kinh doanh. Với Alias, khách hàng được sử dụng thay đổi tài khoản để thực hiện giao dịch chuyển, nhận tiền trên kênh Internet Banking, Mobile Banking trong hệ thống Vietinbank và các ngân hàng khác mà không cần phải nhiều số tài khoản. Theo hình thức thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đã ngày càng tạo ra lợi thế cho Vietinbank bởi dịch vụ thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, nhận được sự đánh giá cao của người tiêu dùng. Tính riêng từ đầu năm đến nay thì Vietinbank Tuyên Quang đã phát triển được trên 1.000 điểm VietQR mới trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số điểm VietQR tại tỉnh Tuyên Quang lên trên con số trên hơn 5.000 điểm. Với mạng lưới sâu rộng cùng với lực lượng nhân sự có trình độ chuyên môn cao thì Vietinbank Tuyên Quang chúng tôi sẽ đặt mục tiêu phủ sóng VietQR tại tất cả các điểm thanh toán trên toàn tỉnh trong năm 2023. Trong thời đại công nghệ số, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành nhu cầu. Với các giải pháp thanh toán tiện ích, Vietinbank đang đem lại những trải nghiệm tốt cho khách hàng khi thực hiện qua các kênh thanh toán không dùng tiền mặt như Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán thẻ, liên kết với các ví điện tử. Để mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong hoạt động ngân hàng là một trong những định hướng trọng tâm của Vietinbank Tuyên Quang, phục vụ tốt nhất đối với khách hàng, tạo sự hài lòng của người dân. Trong phần tiếp theo của chương trình, niềm vui của học sinh và người dân thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi khi có sóng điện thoại. Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang phát sóng phóng sự phản ánh về việc khó khăn của các em học sinh ở thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi của huyện Sơn Dương vì không có sóng điện thoại di động để phục vụ việc học online. Với sự quan tâm của các cấp các ngành, đến nay một trạm BTS của Viettel đã được lắp đặt, đưa vào vận hành, đáp ứng được lòng mong đợi của người dân địa phương. Cũng như nhiều bạn học sinh khác, niềm vui lớn nhất của em Trần Thị Thanh Vân ở thôn Cao Ngỗi, xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương hôm nay là đã được truy cập Internet để phục vụ học tập. Có sóng điện thoại di động giúp Vân thuận tiện hơn trong việc trao đổi với các thầy cô giáo ngay tại nhà mà không phải về tận trường như trước đây. Ngày trước thì chưa có sóng, thì con đường học tập của bọn cháu nó vất vả hơn bởi vì phải nhà xa đi ra trường để gặp những thầy cô giáo, những bài khó của các môn học không biết, phải ra tận ngoài trường để hỏi những thầy cô giáo. Khi mà đã có sóng rồi thì bọn em sẽ thuận tiện học hơn bởi vì có mạng, có sóng điện thoại, có thể lên mạng để tra những bài chúng ta không hiểu và được các thầy cô giáo ở trên mạng và những người anh chị lớn tuổi hơn mình đã chỉ bài cho, và khi mà có sóng điện thoại này thì nó sẽ học tập tốt hơn. Thôn Cao Ngỗi là thôn đặc biệt khó khăn của xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương. Toàn thôn có 20 hộ với gần 100 nhân khẩu.
do chưa được đầu tư về hạ tầng viễn thông, nên trong thời gian qua, người dân bị hạn chế về thông tin liên lạc. Thực hiện nhiệm vụ đưa sóng di động về vùng sâu vùng xa, chi nhánh viễn thông quân đội Viettel Tuyên Quang đã đầu tư xây dựng một cột phát sóng tại thôn. Sau gần một tháng triển khai thi công và sự tham gia hỗ trợ ngày công lao động của người dân thôn Cao Ngũi, trạm BTS với cột phát sóng Viettel 4G cao 18m về trên 5 km đường dây đã được đưa vào khai thác, sử dụng, đáp ứng được lòng mong đợi của người dân địa phương. Bà con ở đây thì không có sóng nghe gọi mà cũng không có internet cho nên là rất là vất vả. Bà con rất là mong đợi bây giờ là được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì đã xây dựng được cái cột phát sóng, và cụ thể là chiều hôm qua là nhà mạng đã cho kết nối và phát sóng, và bà con rất là vui mừng. Thì các cháu, đặc biệt là các cháu học sinh, tới đây nếu mà có phải học online thì cũng không phải ra ngoài núi nữa mà ngoài đồi nữa mà học ở tại nhà được. Có cái sóng này thì cái thông tin của chúng tôi là kể cả về chỉ đạo của ủy ban và công an rồi là quốc phòng là được trực tiếp, và chúng tôi cũng có thể là huy động cả lực lượng công an và dân quân của xã và bên xã là sẽ phối hợp với chúng tôi là nhanh và thuận tiện. Việc đưa vào khai thác trạm BTS của Viettel tại thôn Cao Ngũi không chỉ giúp đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt mà còn giúp người dân cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác, nâng cao đời sống tinh thần và hưởng thụ văn hóa, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Sáng nay, Hội Nông dân huyện Yên Sơn đã tổ chức hội thi nhà nông đua tài lần thứ 5 năm 2022. Qua hội thi nhằm phát huy tính năng động sáng tạo và tư duy đổi mới cho hội viên nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội thi thu hút sự tham gia của 6 đội đại diện cho hàng nghìn hội viên nông dân đến từ các xã thị trấn trên địa bàn. Ở mỗi nội dung thi, các đội đã thể hiện sáng tạo kiến thức về nông nghiệp nông dân nông thôn, giới thiệu quảng bá về nông sản địa phương, xây dựng các mô hình tổ hợp tác xã, liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quảng bá nông sản hàng hóa của địa phương, chia sẻ kiến thức về thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, chương trình mỗi xã một sản phẩm, OCOP. Đây là sân chơi để cán bộ hội viên nông dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh. Chúng tôi là những hội viên nông dân, là cùng các thành viên trong đội thi là được giao lưu, học hỏi với các cơ sở hội bản nhằm là mình được bổ sung thêm các cái kiến thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và công tác tổ chức của hội nông dân. Các xã chúng tôi đã được quảng bá các sản phẩm của địa phương và được thể hiện các khả năng của mình, như là sẽ đưa ra những cái giải pháp tốt hơn. Và qua cuộc thi này chúng tôi cũng mong muốn rằng là sẽ có nhiều người biết đến sản phẩm của cụ 4 và đặc biệt là của huyện Yên Sơn và tỉnh Tuyên Quang mình. Với sự chuẩn bị chu đáo, các đội tham gia thi đều có sự thể hiện mới, đặc sắc trong các phần thi, đặc biệt là phần chào nông dân và phần thi so tài nhà nông. Thông qua những tiểu phẩm vui, các đội đã thể hiện khéo léo, sáng tạo chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, giới thiệu mô hình, điển hình phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Bằng cái hình thức sân khấu hóa thì cũng là các biện pháp tuyên truyền có hiệu quả, nâng cao cái hiệu quả, dễ hiểu và cũng là cái chủ trương đúng đắn của cái công tác hội và phong trào hội nông dân. Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Kết quả đạt được từ hội thi sẽ góp phần tạo bước tiến mới trong công tác xây dựng tổ chức hội nông dân trên địa bàn huyện Yên Sơn trong thời gian tiếp theo. Được Công an tỉnh Tuyên Quang lựa chọn để triển khai thực hiện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 trên địa bàn tỉnh, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, giúp địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đã đề ra. Năm 2020, trên địa bàn xã Thái Bình xảy ra 21 vụ việc về an ninh trật tự. Đến năm 2021, giảm chỉ còn 9 vụ việc. Và từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn xã không có vụ việc xảy ra. Xã đã lắp đặt 9 hòm thư tố giác tội phạm tại nhà văn hóa các thôn, gắn số điện thoại, đường dây nóng của lãnh đạo chủ chốt xã Thái Bình để kịp thời nhận và xử lý các vụ việc từ tin báo của quần chúng nhân dân. Mô hình 3 tích cực về an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, trộm cắp tài sản trên địa bàn trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
tất cả mọi an ninh trộm cắp hay hoặc là kẻ gian mà đến đây là hầu hết là đều là phát hiện được hết, an toàn cho tất cả bà con, là không có ảnh hưởng xảy ra cái gì, thế là chúng tôi yên tâm. Hàng tháng thì chúng tôi có lịch tuần tra kiểm soát và đồng thời là tuyên truyền nhân dân bảo vệ tài sản cũng như là thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân. Thế phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc của thôn thì nói chung là nhiều năm nay là không có vụ việc phức tạp xảy ra. Trước khi triển khai xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xã Thái Bình tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Bắt tay vào thực hiện, Ủy ban nhân dân xã đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời xã cũng đã tổ chức cho mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các khu dân cư ký cam kết thực hiện các nội dung của phong trào, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như ba tích cực, liên kết về an ninh trật tự, camera an ninh, họ giáo yên thịnh chung sức xây dựng nông thôn mới. Mỗi mô hình được xây dựng đã và đang phát huy sức mạnh đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở xã Thái Bình ổn định, không xảy ra các vấn đề phức tạp, qua đó đã tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương. Triển khai thì cũng đã thành lập được rất nhiều các cái mô hình, qua đó thì về cái việc mà bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn ấy thì cũng được lan tỏa rộng rãi đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với các cái phong trào trên địa bàn xã thì được nhân dân đồng tình ủng hộ, còn có các cái gương sáng người tốt việc tốt. Sau hơn một năm thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã Thái Bình đã có thay đổi căn bản, góp phần để địa phương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới thông minh. Đây cũng là tiền đề để huyện Yên Sơn nhân rộng mô hình ra các xã trên địa bàn. Sau đây là một số thông tin trong nước. Từ đầu năm 2021 tới nay, giá cả của nhiều vật tư nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật liên tục tăng cao. Riêng phân hóa học có nhiều loại tăng giá gấp đôi. Điều này khiến chi phí bón phân đối với nhà vườn cà phê, hồ tiêu bị tăng lên cả chục triệu đồng trên hecta. Đáng chú ý, trong lĩnh vực chăn nuôi, hàng loạt các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi lại vừa có đợt thông báo tăng giá thức ăn chăn nuôi vào cuối tháng 5. Như vậy, chỉ trong 5 tháng đầu năm, thức ăn chăn nuôi đã có 6 đợt điều chỉnh tăng giá, khiến mặt hàng này nằm trong top đầu các nhóm hàng có mức tăng giá nhiều lần nhất và cao nhất. Doanh nghiệp đầu mối cho biết khoảng 2 ngày gần đây, giá dầu thế giới biến động mạnh. Giá xăng nhập khẩu đã bao gồm chi phí vận chuyển đến ngày 6 tháng 6 ở mức 157,41 đô la Mỹ trên thùng đối với xăng RON95 và 150,5 đối với xăng E5 RON92. Với mức giá này, dự đoán giá bán xăng trong nước có thể tiếp tục tăng khoảng 500 đến 900 đồng trên lít. Dầu diesel sẽ tăng hơn 2.000 đồng trên lít. Từ nay đến ngày 13 tháng 6, nếu giá dầu thô tiếp tục tăng, thì giá xăng dầu trong nước sẽ không dừng ở mức tăng này. Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trong tháng 5 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cụ thể, trong 10 ngày mở hệ thống đăng ký thi, từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5, đã ghi nhận hơn 930.000 thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến thành công, chiếm 93,32% tổng số thí sinh đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Đây là lần đầu tiên học sinh lớp 12 tự khai báo đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông bằng hình thức trực tuyến dưới dạng một dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia. Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu, Ngân hàng Thế giới WB đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2022 từ 4,1% xuống còn 2,9%. Báo cáo nêu rõ, tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ 5,7% vào năm 2021 xuống 2,9% vào năm 2022, thấp hơn đáng kể so với mức 4,1% đã được dự đoán hồi tháng 1 vừa qua. Tốc độ tăng trưởng chậm cũng được dự báo sẽ tiếp tục trong các năm 2023 và 2024 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine làm gián đoạn các hoạt động của người dân, đầu tư và thương mại, trong khi chính phủ các nước thu hồi hỗ trợ tiền tệ và tài khoá. Theo báo cáo của WB, nền kinh tế Nga sẽ giảm 8,9% trong năm nay và 2% trong năm 2023. Ngân hàng Thế giới cũng cảnh báo về lạm phát cao và tăng trưởng chậm trong nhiều năm, giống như tình trạng lạm phát đình trệ những năm 1970. Hôm nay, Hàn Quốc đã dỡ bỏ quy định tự cách ly 7 ngày bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh nước này. Đây là động thái mới nhất của Hàn Quốc nhằm trở lại trạng thái bình thường như trước đại dịch COVID-19, trong bối cảnh số ca mới tại nước này đang trên đà giảm. Tất cả người nhập cảnh Hàn Quốc, bất kể quốc tịch hay tình trạng tiêm chủng,
không phải tự cách ly bắt buộc trong 7 ngày, song vẫn phải thực hiện xét nghiệm PCR trong vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh. Người nhập cảnh cũng phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp xét nghiệm nhanh hay xét nghiệm PCR trước khi lên chuyến bay tới Hàn Quốc. Hàn Quốc đã tăng số chuyến bay quốc tế hàng tuần lên 732 chuyến trong tháng 6 này so với 532 chuyến trong tháng 5 khi nước này bắt đầu bình thường hóa hoàn toàn hoạt động của sân bay quốc tế Incheon trong bối cảnh nhu cầu du lịch bằng đường hàng không gia tăng. Các nước liên minh châu EU và nhà lập pháp EU đã nhất trí về một cổng sạc chung cho điện thoại di động, máy tính bảng và tai nghe. Sự thay đổi này sẽ giảm bớt phiền phức và tiết kiệm tiền cho người tiêu dùng. EU yêu cầu các thiết bị điện tử bao gồm điện thoại, máy tính bảng, tai nghe, loa di động, máy chơi game, camera phải trang bị chuẩn sạc USB Type-C nhằm giảm lượng rác thải điện tử vì dư thừa dây cáp và cục sạc. Ngoài cổng sạc, các hãng sản xuất cũng phải làm chuẩn sạc nhanh có thể sử dụng chéo với nhau. Hiện tại, tất cả các thiết bị điện tử chạy hệ điều hành Android mới đều đã chuyển sang sử dụng cổng sạc USB Type-C và còn duy nhất Apple sử dụng chuẩn riêng trên iPhone. Với động thái này, đại gia công nghệ Apple của Mỹ sẽ phải thay đổi cổng kết nối trên các sản phẩm iPhone của mình được tiêu thụ tại châu vào năm 2024. Quyết định mới này sẽ giúp giảm 1.000 tấn rác thải điện tử mỗi năm tại châu. Lực lượng Hải quân Colombia đã tìm thấy xác hai chiếc tàu đắm từ nhiều thế kỷ trước, trong đó chứa đầy kho báu tiền vàng ở ngoài khơi nước này. Tổng thống Colombia Iván Duque cho biết trong quá trình tiến hành giám sát con tàu San Jose, các quan chức Hải quân Colombia đã phát hiện ra hai con tàu đắm khác gần đó. Một xác tàu đắm được xác định có niên đại từ thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha, chiếc còn lại từ thời kỳ chiến tranh giành độc lập của người Colombia khoảng 200 năm trước. Lực lượng Hải quân Colombia còn tìm thấy các đồng xu bằng vàng, khẩu pháo, các đồ sành sứ. Các nhà sử học nhận định số lượng kho báu được vận chuyển trên con tàu này trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện nhà chức trách Colombia đang có kế hoạch trục vớt xác tàu đắm cùng các hiện vật lên bờ để trưng bày tại các bảo tàng. Giám đốc cơ quan môi trường Anh EA cảnh báo, một số cộng đồng ven biển ở Anh sẽ chắc chắn phải rời bỏ nhà cửa khi biến đổi khí hậu ăn mòn bờ biển nơi họ sinh sống. Ông James Bevan, giám đốc điều hành của EA nói rằng biến đổi khí hậu đồng nghĩa một số cộng đồng của nước này không thể ở lại nơi họ đang sinh sống. Phát biểu tại hội nghị về lũ lụt và bờ biển ở Thamesford, ông cho biết, trong khi chúng ta có thể trở lại an toàn và tái xây dựng tốt hơn, sau khi lũ lụt diễn ra trên các con sông, không có sự trở lại đối với đất đai mà xói mòn bờ biển đã lấy đi, hoặc mực nước biển dâng cao đã khiến đất đai thường xuyên hoặc vĩnh viễn bị nước biển nuốt chửng. Trong khi đó, vùng đất Fens ở miền đông nước Anh chiếm 7% sản lượng nông nghiệp của quốc gia này đã nằm dưới mực nước biển một phần. Theo lộ trình chiến lược của quản lý rủi ro xói mòn bờ biển và lũ lụt của EA, đến năm 2026, cứ 6 người ở Anh thì có một người gặp rủi ro do mưa hoặc lũ lụt ven biển và 1 triệu người dự kiến sẽ phải hứng chịu lũ lụt ven biển hàng năm vào cuối thế kỷ 21 này. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 113 về kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Theo đó, 100% người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện được tiêm liều nhắc lại lần 2 vaccine phòng COVID-19 trong năm 2022, đảm bảo an toàn tiêm chủng khi sử dụng vaccine phòng COVID-19. Nguyên tắc triển khai: thiết lập điểm tiêm chủng đến tận tổ dân phố thôn bản để đảm bảo người dân được tiêm chủng tại điểm tiêm chủng gần nhất. Đảm bảo tiêm hết số lượng vaccine trước khi hết hạn sử dụng, tránh để lãng phí trong tiêm vaccine. Huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội, các ban ngành đoàn thể hỗ trợ triển khai tiêm chủng. Thời gian thực hiện trong quý 2 và quý 3 năm 2022. Đối tượng triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 cho các đối tượng đủ điều kiện đã tiêm liều nhắc lại lần 1. Ưu tiên cho các đối tượng là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19.
cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp, dự kiến 170.600 người. Loại vaccine tiêm liều nhắc lại lần 2 sử dụng vaccine mRNA, vaccine do hãng Moderna và Pfizer sản xuất, vaccine do AstraZeneca sản xuất, vaccine cùng loại với mũi 3, mũi nhắc lại lần 1. Đối với các vaccine khác ngoài vaccine mRNA, vaccine do AstraZeneca sản xuất. Liều lượng và khoảng cách giữa các mũi tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Địa điểm tiêm chủng tại các bệnh viện, trung tâm y tế kết hợp tiêm, tại các thôn, tổ dân phố, các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Giao Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn việc lựa chọn địa điểm tiêm chủng, căn cứ đối tượng đã được triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 1, lập kế hoạch, dự trù, nhu cầu vaccine và thông báo cho đối tượng để triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2 theo đúng quy định. Hết văn bản. Và những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự tiếp theo.